Chào các bạn, hôm nay thì ở bên Cut The Class Việt Nam thì mới update phiên bản, nên là mình đã tích được một số lượng game để chơi cái trò búa thần này, xem thử vận may của mình như thế nào. 10, 20, 30, 40 nhưng mắc 40 búa thần gì đấy, xem mình có thể dùng xương hay không. Ồ, pick 2 cái này một. Một viên kim cương vàng. Lại được cái thẻ này nữa. Ôi, lại được cái thẻ này nữa. Cái thẻ này 300 gem nhìn. Mà rất tiếc là leak này mình không dùng được. Dùng được cái thẻ đấy ra quá trời là nhiều luôn. Cái này nó ra cái hiệu ứng quay quay một tí thì có vẻ đẹp. Được hộp thẻ này nó ra nhanh quá làm không có cái mất đi cái sự thú vị. Chị đã biết kết quả rồi. Và 9 mình phải nhận về, nó chỉ chứa được 40. Chứa được 40 hòm thôi. Hòm thư thôi. Server khác thì mình thấy nó được cái hòm đá hồn, cái này thì lại không thấy. Thẻ bài ngẫu nhiên cấp 5 cái này cũng không dùng được, nó cho cái này để bọn tích em về nick mới như này của mình không dùng được đây mà. Tầng cao nhất thì cũng chỉ được cái hộp bài level 5. Bài level 5 này cũng khá là ngon. Kiếm bài level 5 rất là vật. Bộ bài cấp 3 này. Túi bài ngẫu nhiên cấp 5. Bộ bài cấp 3.